Everybody. Hello. Hello. Hi guys. Hello teacher. Remember to say good evening. Hey, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. Hello, teacher. See you. Hello, guys. Hello, teacher. Hi, guys. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, everyone. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, Hello. 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 Nice to see Hello. You. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Sakamachamatama. Nice to meet you. Hello. 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 Hi. Hello. Okay. I'm a unne. Friends. Samabucha. All right. Good evening, everybody. Nice to see you guys today. Have you guys finished the homework? I can see a lot of you guys have turned in the homework in the group, right? Good job. You guys have a 9, an 8, a 10, a lot of 10 for your homework. Okay, well done. Very good. Now, today, what we're going to learn? Last time I told you guys, we're going to learn about the past symbol. Remember? We're going to learn about the past symbol. I know that a lot of you knows about the past symbol already, but some of you haven't known clearly, okay, about the past symbol. So today, let's learn about the past symbol, okay, the tense. Thì quá khứ đơn. Okay, guys, remember to stay focused, okay? Mọi người nhớ tập trung nè. Cái này là cũng bạn nào mà chưa học thì thấy nó sẽ hơi khó một xíu đó. Okay, so focus everybody. Now, this is you can see on the screen the structure of the past tense. Đây là cấu trúc của thì quá khứ đơn. Okay, tụi con đang nhìn thấy ở trên đây là cấu trúc của thì quá khứ đơn. Bạn nào thích có thể chụp hình lại hoặc là viết lại vào tập của mình cái này để mình áp dụng này. Đầu tiên người ta sẽ chia ra làm hai cột, đó là cột về động từ to be. Động từ be là gì? Tụi con còn nhớ không? Be nó là một cái động từ rất là đặc biệt. Đây, be, động từ be á, khi mà ở thì hiện tại có phải tụi con sẽ sử dụng be, nó sẽ được đổi thành am, is, are. Đó, có thể nhắc tới be thì nhiều bạn không biết be là gì, nhưng mà khi nhắc tới am, is, are, cô nghĩ là nhiều bạn biết đúng không? Tại sao mình lại dùng am, is, are? Ví dụ khi mình nói là I am 8 years old, tại sao mình lại dùng chữ am? À, bởi vì ở thời điểm hiện tại con đang 8 tuổi đúng không? Cho nên là mình sẽ dùng là I am 8 years old, okay? Thì cái be này ở thì hiện tại nó sẽ được chia là am, is, are. Có 3 cái để chia ra. Đó, nhưng mà tùy theo chủ ngữ nào mình phải dùng am, chủ ngữ nào mình dùng is, chủ ngữ nào mình dùng are. Ok, nó sẽ khác nhau. Ví dụ như số nhiều, the cats are very cute. Ví dụ cô khen những con mèo nhìn rất là dễ thương đúng không? The cats are very cute. Thì lúc đấy cô phải dùng chữ are. The cat is very cute. If only one cat, nó chỉ có một con mèo thôi, thì cô phải dùng là is. Còn am thì rất là đặc biệt và rất là dễ nhớ đúng không? Nó chỉ đi với mỗi cái chữ I thôi, tôi thôi, nhân xưng tôi thôi, I am. Ok, so now, như vậy be trong hiện tại thì tụi con sẽ chia am, is, are. Nhưng mà trong quá khứ, giống cái bài tập mà cô cho mọi người làm, tụi con nhớ không? Cái bài tập mà cô cho tụi con làm trước á, là sẽ chia ra một bên là today, là có nghĩa là hiện tại, là hôm nay. Một bên là yesterday, có nghĩa là hôm qua, là quá khứ đúng không? Thì quá khứ là miêu tả những việc đã xảy ra trong quá khứ. Quá khứ thì có nghĩa là những cái gì xảy ra từ trước ngày hôm nay, trước cái thời khắc bây giờ, trước đó nó đều là quá khứ hết. Ok, như vậy be trong đây sẽ biến thành was với lại were. Was với lại were. Như vậy để phân biệt cho tụi con biết khi nào dùng was, khi nào dùng were, tụi con cứ nhớ was là biến đổi từ chữ đây, chữ am với chữ is. Đó, dễ nhớ nhất là tụi con sẽ nhớ như thế này. Am với is thì khi đổi qua quá khứ sẽ là was. Như vậy khi mà mình dùng I thì mình sẽ đi với was. Ok, I was, for example, I was 10 last year,
hồi năm bây giờ con 11 tuổi đi, thì bị hồi năm ngoái con 10 tuổi đúng không, thì con phải dùng là I was, right? Còn đối với chữ are thì nó sẽ được biến thành chữ were. À đây, chỉ cần nhớ cái này thôi là tụi con thấy rất là dễ nhớ, bởi vì đa phần các bạn đều nhớ được am, is, are đúng không, thì mình chỉ cần từ cái am, is, are đó mình nhớ qua cái was với were nữa là rất là dễ nhớ. Ok, so remember guys, am hoặc là is là trong hiện tại mình dùng am với is, thì trong quá khứ cái đấy mình sẽ đổi qua thành là was, à, còn are thì từ đó là were. Ok, for example, you were, you thì mình sẽ đi với were, they thì đi với were. Ok, just like this one. Như vậy tại sao mình lại dùng cái thì này? Ok, why? We want to, để trước khi cô quay, cô đọc cái này trước này. Ok, we use the past simple to talk about an action, một cái hành động mà được bắt đầu và đã kết thúc trong quá khứ. Và chúng ta thường sử dụng nó khi mà nó xảy ra. Cô ví dụ nha, hôm qua Phúc Nguyên được mẹ dắt đi ăn kem đi. Ví dụ Phúc Nguyên được mẹ dắt đi ăn kem vào lúc 6 giờ chiều hôm qua đi. Đó, cái mẹ Phúc Nguyên dắt Phúc Nguyên đi ăn kem. Thì Phúc Nguyên ăn kem từ 6 giờ đến 7 giờ thì con về nhà rồi. Như vậy là cái việc mà Phúc Nguyên ăn kem, cái việc mà ăn kem nó đã xảy ra hôm qua, nó đã bắt đầu hôm qua và nó kết thúc cũng vào hôm qua rồi. Bây giờ là Phúc Nguyên đang ngồi học bài với mình, chứ đâu có ngồi ăn kem nữa đâu, đúng không? Như vậy cái hành động ăn kem đó nó xảy ra hôm qua rồi, nó là trong quá khứ rồi. Bây giờ Nguyên đang ngồi học bài rồi, đâu có còn ăn kem nữa. À, như vậy lúc đấy ví dụ Phúc Nguyên muốn kể cho cô nghe, à hôm qua con vừa mới được ăn kem đó. Đó, cái Phúc Nguyên sẽ hỏi nói là gì? Yesterday I ate ice cream. À, như vậy là ở đây, lúc này cô sẽ hiểu, à hôm qua là Phúc Nguyên được ăn kem. À, đây, đó là lý do vì sao mình phải dùng quá khứ đơn miêu tả một cái việc xảy ra trong quá khứ và đã hoàn tất rồi. Có nghĩa là hôm qua ăn kem thì hôm qua cũng đã ăn kem xong rồi. Tới bây giờ, ngay thời điểm này là Phúc Nguyên không còn ăn kem nữa. Bây giờ là đang ngồi học với nhau này, đâu có ăn kem đúng không? Okay, you guys understand? Just like this one. We bought a new car 2 months ago, 2 tháng trước, chúng tôi mua một cái xe hơi mới. Như vậy cái hành động mình đi mua cái xe mới đấy là mình đã mua hồi 2 tháng trước rồi. Còn bây giờ là coi như mình đã chạy cái xe hơi mới rồi, mình đâu còn mua nữa. Tới tận bây giờ là mình đã mua xong rồi, cái hành động mình mua cái xe mình đem về nhà, nó đã hoàn tất trong quá khứ rồi. Cho nên là con phải dùng cái quá khứ đơn để mình miêu tả cái hành động này. Ok, I phoned Rob last night. Tôi gọi điện cho Rob ngày hôm qua, có nghĩa là tối hôm qua mình gọi cho Rob và mình nói chuyện một hồi mấy tiếng đi, thì mình cũng đã gọi xong ngày hôm qua rồi. Tới hôm nay là bây giờ mình đang làm một chuyện khác, chứ mình đâu có còn cầm cái điện thoại mình gọi cho bạn Rob nữa đâu, đúng không? Cho nên là đó vì sao mình phải dùng quá khứ đơn là như vậy. Ok, ngoài ra nó có một số cái, ví dụ như là past habits là một cái habit là giống như là một cái thói quen của tụi con đã từng làm khi trong quá khứ. Ví dụ con Hoàng Giang nói là when I was young I ate a lot of ice cream. Ok, ví dụ như vậy có nghĩa là ý của Hoàng Giang là hồi còn bé là Hoàng Giang ăn rất là nhiều kem, thì đồng nghĩa với việc đó có nghĩa là bây giờ Hoàng Giang sẽ không còn ăn nhiều kem giống như vậy nữa, bởi vì mình miêu tả thói quen cũ mà, cái thói quen ăn nhiều kem đó là hồi xưa là Hoàng Giang hay ăn nhiều kem, thì bây giờ Hoàng Giang không còn ăn nhiều kem như vậy nữa, có thể là vẫn ăn kem nhưng mà là không ăn nhiều như hồi xưa nữa, thì nó dùng để miêu tả những cái thói quen mà con đã từng làm trong quá khứ. Ví dụ câu này, my granddad traveled a lot when he was young. Ông của tôi đi du lịch, đã từng đi du lịch rất nhiều khi mà ông ấy còn trẻ. Bây giờ thì ông đã lớn rồi, ok, ông đã già rồi nên là ông không còn sức để đi du lịch nhiều nữa. Đương nhiên là có thể ông vẫn đi du lịch nhưng mà không có nhiều như hồi xưa nữa. Thì cái thói quen mà đi du lịch nhiều đó, nó là thời xưa thôi, bây giờ không còn nữa. Bây giờ chỉ là đi ít hoặc là có thể là không đi luôn. Ok, you guys understand? Cái này nó cũng khá là dễ hiểu, ok. Nhưng mà đến lúc mà mình dùng cái động từ nào thì nó mới khó hiểu hơn một xíu. Bây giờ cô quay lại với cái cách để mình sử dụng quá khứ đơn này. So how can we use this? Đối với cái này thì dễ, tụi con chỉ cần dùng was hoặc là were đúng không? Ok, ví dụ yesterday. Ví dụ cô có câu Last year I was 10 years old. Giống như hồi nãy cô nói đó, tôi đã 10 tuổi. Thì như vậy đồng nghĩa với vậy, có nghĩa là this year con đã được 11 tuổi rồi đó. Hồi năm ngoái con 10 tuổi thì năm nay con phải được 11 tuổi đúng không? Đó, thì cái này rất là dễ, chỉ cần là chủ ngữ nè, I, ví dụ ở đây cô có chủ ngữ I cộng với was hoặc là were, tùy vào cái chủ ngữ con dùng là gì. Ok, was hoặc là were.
hoặc là mình thêm not vào, công phủ định thì chỉ cần thêm not vào thôi. I wasn't, they weren't friends. Họ không, đã không còn là bạn với nhau nữa. They weren't friends. Okay. Họ đã từng là bạn. Câu này khi mà con đọc lên thì con phải hiểu là họ đã từng là bạn đồng nghĩa với việc họ không còn là bạn bây giờ. Cái việc làm bạn với nhau là hồi xưa. À đây, câu này được chia quá khứ đơn. Như vậy cái này con có hiểu là gì? Hồi xưa họ chơi với nhau, họ làm bạn với nhau thì đồng nghĩa với việc đó bây giờ họ không còn chơi với nhau nữa. Tại vì nó được chia quá khứ đơn, có nghĩa là cái việc làm bạn này đã chấm dứt ở trong quá khứ luôn rồi, là đã từng chơi với nhau trong quá khứ và bây giờ cũng đã chấm dứt, không còn chơi với nhau nữa, thì mình mới chia cái câu này là they were friends. Họ đã từng là bạn với nhau. Ok. Và ở đây cái phần này là cái phần khó nhất nè, là cộng với động từ ở thì quá khứ. Ví dụ như cô có chữ she hôm nay cô she works. Ví dụ cô có câu là she works 5 days a week. Cô ấy đi làm 5 ngày một tuần. Thì đây là một cái câu chia ở thì hiện tại đơn, đúng không? Bởi vì nó miêu tả một cái sự thật hiển nhiên là cô ấy đi làm 5 ngày một tuần. Ok. Nhưng mà con thấy là nếu mà mình phải chia trong cái hiện tại đơn á, có phải là con phải chia chữ work thêm s hoặc là es, đúng không? Đối với một số chủ ngữ thì tụi con phải chia thêm s hoặc es. À, nhưng mà trong quá khứ thì sao? Tất cả đều phải chia, có nghĩa là dù chủ ngữ là nếu mà I work thì là sẽ không chia. Ok. They work thì sẽ không chia, nhưng mà đối với quá khứ thì cái gì cũng phải chia hết. Cô ví dụ she thì cũng phải là thêm ed, mà they cũng thêm, mà I cũng thêm hết. Như vậy đối với quá khứ thì tất cả động, tụi con sẽ đỡ phải suy nghĩ coi là chủ ngữ nào thì phải chia động từ, chủ ngữ nào thì không, tất cả đều phải chia hết. Ok, tất cả đều phải chia động từ ở thì quá khứ luôn. Và có hai cách chia lợi, một cái là regular verbs, một cái là irregular verbs. Regular verbs là những cái mà tụi con sẽ thêm ed vào á. Ok, thêm ed vào là, nói chung quy tắc của nó là gì? Là thêm ed vào cái động từ đấy. Như cô có chữ work thì sẽ thành là worked. Thêm ed vào mình sẽ đọc là worked. Còn có một số cái, chẳng hạn như dễ nhất chính là go, thì tụi con thấy mình đâu có được biến nó thành là go thêm ed, đúng không? Nó là động từ bất quy tắc, có nghĩa là không có một cái quy tắc gì để nhớ. Con phải tự nhớ cái từ đấy, nó tự biến thành chữ went. Cái này là mình phải nhớ, mình phải làm bài nhiều, mình học qua nhiều thì mình sẽ nhớ được những cái này. Go thì tụi con sẽ phải tự nhớ, nó sẽ thành là went. Nó không có, đó là lý do vì sao nó gọi là bất quy tắc, mà không có một cái quy tắc gì để biến chữ go thành chữ went hết. Mình phải tự nhớ, à go thì nó sẽ là went. Ví dụ như vậy, go thì phải là went, run thì phải là ran. Ví dụ như vậy, đó, thì con phải tự nhớ, không có quy tắc gì. Ví dụ có nhiều từ mình chỉ cần thêm ed vào. Ví dụ walk thì chỉ cần thêm ed vào là xong, đúng không? Đó. Nhưng mà những cái này là động từ bất quy tắc, là con không có một cái quy tắc gì để thêm vào hết, tự biến thành một cái từ khác và mình phải nhớ mấy cái từ đó. Ok. Còn đối với cái này thì dễ nhất nè. Cái này là câu phủ định, đúng không? Thì didn't, tụi con sẽ dùng cái chữ didn't. Ok. She didn't. Và được một cái là sau didn't thì động từ của mình không thay đổi. Ví dụ như con thấy là They don't work. Đó, thì chữ don't cộng với chữ work nó cũng không thay đổi. She doesn't work. Lúc này sau cái chữ doesn't, cái chữ work, tụi con cũng không cần phải chia động từ gì hết. Thì ở đây cũng vậy. Ví dụ cô có câu didn't thì cô cũng không cần phải chia động từ luôn. Như vậy được cái câu phủ định thì mình sẽ đỡ phải suy nghĩ tới cái việc chia động từ. Chỉ cần dùng đúng cho cô cái chữ didn't cộng với cái động từ nguyên mẫu. Nguyên mẫu có nghĩa là nó không thay đổi gì hết, là mình sẽ ra được câu phủ định trong thì quá khứ đơn. Ok. Câu hỏi thì mình khoan cần phải học tới, chủ yếu tụi con chỉ cần nhớ cho cô cái câu ở dạng khẳng định và câu phủ định là được. Khẳng định là mình phải chia động từ, mà chia động từ thì có hai dạng, một cái là thêm ed, một cái là tự nhớ, không có quy tắc để nhớ, phải tự nhớ. Cái thứ hai, phủ định thì thêm chữ didn't vào và cái động từ thì không thay đổi gì hết. Bên đây thì chỉ cần dùng was hoặc là were thôi, tùy chủ ngữ thì tụi con phải lựa chọn cho đúng cái nào was, cái nào were. Ok. So now, cái này, đây cô có một số câu ví dụ, some examples for you. Ví dụ ở đây cô có câu, mình có một số câu thôi. For example, I have, they watched a movie yesterday. Hôm qua họ xem một cái bộ phim, they watched a movie yesterday. Như vậy cái việc mà họ xem phim là xảy ra hôm qua rồi, hôm nay thì bây giờ đi, họ đang làm một cái việc gì khác chứ không có còn coi cái bộ phim đấy nữa. Cái việc họ coi phim đã bắt đầu hôm qua và cũng kết thúc ngày hôm qua rồi.
Nha, đây là đó là lý do vì sao mình dùng quá khứ đơn ở đây. Thì kiểu watch nó là động từ regular verb á, cho nên là con thêm ed vào là xong. Ok. Hoặc là mình có câu they had dinner last night, hồi tối hôm qua họ đã ăn tối. Ok. We made a cake for you. Tôi đã làm một cái bánh cho bạn. Con thấy cái chữ made này nè, nó được biến thành chữ make, nó được đổi ra thành chữ make á. Make này thì nó sẽ đổi thành chữ made. Thay vì con thêm ed đúng không? Nhiều bạn sẽ nghĩ à cái này chắc là thêm d vào là được, nhưng mà không phải. Make thì phải đổi thành made. Có một số cái tụi con sẽ phải ghi nhớ như vậy. Ok, remember that. Or I became a teacher 2 years ago. Hồi 2 năm trước tôi đã trở thành một giáo viên. Ok, cái việc mà con trở thành giáo viên đã xảy ra 2 năm trước rồi. Bây giờ thì con đã là giáo viên sẵn rồi. Bây giờ thì mình đã là giáo viên được 2 năm rồi, đúng không? Còn cái việc mà mình bắt đầu từ không phải giáo viên thành giáo viên, nó xảy ra 2 năm trước rồi. Ok, so that is how you use the simple past. Ok, còn cái này thì hôm sau mình sẽ học. Tại vì thêm ed á, không phải là đôi khi là con chỉ thêm vào là xong, mà đôi khi con phải biến đổi một xíu. Giống như tụi con để ý cái chữ swim đúng không? Ví dụ chữ swim á, khi mà con thêm ví dụ nha, I am swimming, tôi đang bơi. À, tụi con có bao giờ thắc mắc tại sao swimming mình lại phải thêm một cái chữ m vào đây không? Ok, thì đó là có cái quy tắc của nó. Tại sao mình phải thêm cái chữ m vào đây thì nó có cái quy tắc hết. Nhưng mà hôm nay thì mình chưa có học cái này, bữa sau mình sẽ học sau. Ok, hôm nay chủ yếu cô sẽ cho tụi con làm quen với một số cái động từ bất quy tắc. Có nghĩa là những cái mà biến đổi hoàn toàn á, go thành went đồ đó. Ok. Và cô sẽ chỉ thêm cái này cuối cùng rồi cô cho mọi người làm quiz thử nè. So here, these are the time expressions that you use in past tense. Những cái mà con sẽ dùng trong cái thì quá khứ đơn thì mình sẽ đi với những cái thời gian, ví dụ như là yesterday, sáng ngày hôm qua, yesterday morning, hay là mình có ví dụ cô hỏi 2 ngày trước thì mình sẽ cái gì đó trước thì mình sẽ dùng chữ ago. Ví dụ cô có 4 ngày trước, 4 days ago, 3 tuần trước, 3 weeks ago, 2 năm trước, 2 years ago. Thì cái chữ ago này đây, ở đây nó sẽ mang nghĩa là giống như là trước đó bao nhiêu lâu á. Ok, hay là con có thể dùng chữ last để nói về cái tuần vừa, cái vừa rồi xảy ra. Ví dụ last week thì người ta sẽ hiện, thay vì con phải nói như thế này nha cô, ví dụ thay vì con phải nói là a week ago, một tuần trước, thì con có thể dùng cái chữ last week cũng được. Nó sẽ giống nhau. Thay vì nói là một tuần trước thì con có thể dùng là last week. Người ta sẽ hiểu à cái tuần vừa rồi á. Last month, tháng vừa rồi. Last year, last Friday, thứ sáu vừa rồi. Last Friday. Ok, chữ last thì nó sẽ mang nghĩa là như cái vừa xảy ra xong, cái vừa rồi á. Ok. Ngoài ra mình có thể dùng một số cái như là in. Khi mà bây giờ mình đang là in 2022 thì nếu mà con dùng từ in 2021 trở xuống thì người ta sẽ biết đó là quá khứ, đúng không? Từ 2021 trở xuống thì người ta sẽ biết đó là quá khứ. 2007. For example, you say I was born in 2010. For example, thì 2010 là người ta biết à đây là quá khứ. Tại vì bây giờ đã là 2022 rồi, đúng không? Ok. So, it's not hard to recognize past symbol. Now, I want you to do some quizzes about the irregular verbs. Chủ yếu những cái quiz này thì cô thấy là đều là một số từ mà mình hay dùng á. Tụi con cũng hay, rất là hay dùng. Ok. Chủ yếu mình làm quiz hôm nay để là mình có biết được nhiều những cái động từ bất quy tắc hơn. Ok, có thể có một số cái tụi con đã biết rồi, có thể một số cái mình chưa biết. Thì xong qua cái quiz này, tí nữa cô sẽ giải đáp mấy cái chữ nào mà nếu mà các bạn làm sai nhiều. Ok, so guys, I'm about to send the link in the chat box, ok? And don't worry, for quizzes, everybody can join, ok? For quizzes, everybody can join. Do you guys want to play in team or want to play alone? Write in the chat box for me. You guys want to play in team or just play by yourself? Wow. I think I've seen more word team than alone. Cô nghĩ là cô thấy nhiều chữ team hơn là chữ alone. Okay, so I think most of you like to play in team. We're gonna play in team. Sorry guys, cái này cô lỡ bấm alone rồi. Mình sẽ chơi alone trước.
mình sẽ chơi một mình trước nha. Còn lát nữa cái quiz sau thì tụi con sẽ chơi vào team, tại vì cô có nhiều quiz hôm nay lắm. Chủ yếu hôm nay mình làm quiz để mà quen với cái dạng những cái irregular verbs. Okay. So guys, I'm gonna send in the link. Mọi người đợi cô xíu nha. Rồi, bây giờ cô tắt chat để cô chuẩn bị gửi link nha. Okay guys, we're gonna play by yourself. You're gonna play by yourself first, okay? Then we're gonna play in team the next quiz. Okay, the next quiz, we're gonna play in team. Okay, let's see. Okay, very fast. I can see some friends here already. Okay, good. Okay, 47 already, very fast. Maybe at home, về nhà thì cô sẽ cho tụi con một số cái quiz, thêm một quiz. Cuối tuần này thì cô sẽ cho chắc là khoảng 2 quiz, thay vì bình thường là cô chỉ cho một quiz thì cô sẽ cho 2 quiz. Thứ 6 thì mình sẽ học về cái cách thêm ED vào. Okay, mình sẽ học cách để thêm ED vào một số động từ khác. Sau đấy thì cô sẽ cho quiz để về nhà làm ở hai dạng luôn. Thứ nhất là mình sẽ làm quiz ở dạng câu bình thường chia quá khứ đơn luôn. Và một cái nữa là cách thêm ED cho những cái động từ nào. Ví dụ tại sao fly. Nếu mà bạn nào biết fly đúng không? Là bạn kết thúc bằng y dài. Thì đối với những cái động từ kết thúc bằng y dài, không phải lúc nào con cũng đổi y dài thành y ngắn. Con bỏ y dài, con thêm y ngắn rồi mới thêm ED. Có một số cái thì con bị thêm vào bình thường thôi đúng không? Nhưng tại sao vậy như vậy? We gotta learn on Friday. Okay? Cái đấy thì thứ 6 này mình sẽ học. 60 friends already. What about the others? Các bạn còn lại đâu rồi? Cô thấy được 60 bạn rồi nè. Hay là cô đang bị lắc ta? Only 60 friends. What about the others? What about the other 30 friends? 30 bạn còn lại đâu rồi? Cô gửi lại link cho bạn nào không nhìn thấy nha. Bạn nào chưa join cái game thì mình vào nha. Okay guys, join the link please. How many friends already? Why only 60? Sao của cô nó không thay đổi gì hết ta? Hay là chỉ có đúng 60 bạn? Okay, so I give you guys one more minute. Okay, guys, one more minute. And then we're going to start. Bạn nào vẫn chưa vào thì mình vào nha. Tí nữa bạn nào vào sau cũng được, không sao hết. Cái này được cái là khi tụi con vào sau thì vẫn được vào. Nhưng mà đương nhiên thời gian của mình để làm bài nó sẽ ít hơn các bạn một xíu. Okay. Okay, guys. Count down. Let's count down. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let's start. Con có đang chơi không? Sao của bên cô không thấy gì hết ta? Oh yes, you guys are playing. Thank you.
can see that some of you have finished. Good job. So wait for your friends a little bit, okay? Bạn nào làm xong rồi thì tụi con đợi bạn mình một xíu nha. Well done, guys. Well done. Okay, the last minute. I can see that some of you have finished, right? So one more minute for everybody. One more minute. Dạo này cái quizzes của cô ở bên cô hình như nó hơi bị lắc một xíu nên là nó hơi chậm. Ok. Nên là tụi con có gì đợi cô một xíu. So very good, our top three, Đức Nhân, Việt Phương and Hoàng Giang, right? Good job. Most of you got all correct. Đức Nhân and Việt Phương all correct and one incorrect answer. Ok, tí nữa thì mình sẽ đi qua từng từ. Ok. Well done everybody. This is our top 10. Congratulations. Now, let's review. Don't worry. So first we got the word he runs to the park. Okay, bởi vì nó là he, tụng ngữ là he nên khi con chia hiện tại đơn thì động từ mình sẽ không có thêm ed đâu. Nếu mà họ lack sai đó, cô gợi ý luôn. Bởi vì đây là những cái bài chủ yếu. Ví dụ run thì đây mình có chạy. Run will become ran. Mấy bạn nhớ, run thì sẽ thành là ran. Ví dụ có okay, he ran to the park. So run will be ran. Shop, yeah. I thì đi với go. Go sẽ đang ghi hiện tại đơn mà cũng không thể dành cho chủ ngữ I được. Ví dụ như là số ít hay là những cái chủ như là she, he goes to the supermarket twice a week, lại quá khứ đơn thì go tụi con sẽ đổi thành là went. Go will be went. Make hồi nãy mình có cái này hình như mình có qua. Make mình có học cái bài, một trong mấy cái bài đầu tiên là những cái hành động hair rồi đó. Thì make my bed nó sẽ mang nghĩa là dọn your bed. Okay, dọn lại, ví dụ con dọn lại go. Okay, trong quá khứ thì make thì đổi thành là become made. Next one, question 4. Sorry, cô là vẽ thì tụi con sẽ đổi thành drill. Draw là cô thành là drill. Ok, động từ bất quy tắc nên là làm nhiều bài tập. Sau đấy thì từ từ mình sẽ nhớ. Đó là lý. Ok, để mình ghi nhớ mình tập. Draw thì sẽ đổi thành là drill. Ok, draw will be drill. Hold, động từ bất quy tắc. Buy, cái này thì nó bị viết sai. Cái đề này nó bị sai. My mom buy thôi, spice. Thì buy, cái mua cái gì đó là B-U-Y. Thì đổi thành bought. Cái chữ buy ở đây này. Yes, will be bought. Break, ví dụ làm gãy, làm vỡ cái gì đó. Ví dụ con nói I break the vase. Ví dụ con nói là I broke my mother's vase. À, con làm vỡ cái bình bông của mẹ đi. I broke my mother's vase. So broke. Break will become broke. Broke. Next one, what do we have? Give, okay? Cái chữ give nó có nghĩa là tặng, đưa. Mấy cái này là chỉ có nhớ thôi. Làm thật. Give will be gave. Bạn thêm ed nha. Fly will be flew, là flew, okay? Fly hay là flew. Enjoy thì tại sao mình thành như cái dạng mà I ed? Có một số cái thì mình lại phải dùng là giống như chữ like đâu đó. Tận hưởng, thích làm cái gì? Will be drank, okay? Drink will be drank. Okay. Tear, okay. Tear thì sẽ thành là tore, O-R, tore, tore. I win. Yesterday I won. Quá khứ. Take, take thì sẽ thành là will be took.
À, tụi con nhớ là mình sẽ không có áp dụng được mấy cái mà tụi con thấy viết giống nhau đâu. Ví dụ tụi con thấy make thì sẽ thành là may đúng không? Nhưng mà rõ ràng take thì nhiều bạn lại có thể nghĩ là sẽ thành là take đi. Nhưng mà thật ra không phải như vậy, nó thành chữ took. Cho nên là nó không có quy tắc gì á, nó không có cái quy tắc gì hết. Lúc thì nó sẽ thành cái này, lúc nó thành cái kia. Nên là tụi con sẽ phải ghi nhớ, cố gắng làm nhiều bài tập để mình ghi nhớ. Khi mà cô sửa bài như thế này tụi con nhớ note down. Những cái nào bạn nào làm sai á thì tụi con nhớ ghi chú lại để mình ghi nhớ nó. Okay, so take will be took. Remember, take will be took. And then we have thought. Thought. Think thì sẽ trở thành feed. Feed the dog là fed. Okay, feed thì sẽ đổi thành lăng đầu đó. Feed will be fed. Bend. So we got bent. Bend. Bend. Cúi còng xuống, cúi xuống. Nên là swam. Swam. S-W-A swam at the swimming pool, for example. Write will be wrote. Okay, write will be wrote. I begin. Begin thì sẽ thành là began. Okay. Throw. Ném cái gì đó đi. Throw. Throw will be through. Okay. And then we have, okay, the opposite word of win. Pull. Lost. Okay. Lose will be lost. Lose. Cái gì đó. Mình còn bị mất một cái gì đó. Cái quiz cô hôm nay sao nó chậm quá. Okay. Sing. Hát á. Thì mình sẽ có đọc nó là danh từ. Nó là bài hát. Today I sing a song. Rise. Okay. Giống như là mặt trời mọc á. Mặt trời mọc. Rose. Rise will be rose. Meet will be met. Okay. And then we have, oh yeah, cái này cô thấy các bạn làm đúng cũng khá nhiều. Ok, có nhiều bạn hay bị nhầm lẫn ở đây là I say rồi, không thể nào có thêm S được nữa. Shit for this quiz everybody. Now, let's do one more quiz. Ok, cô cho tụi con làm thêm một cái quiz nữa nha. Hôm nay là các bạn cũng đã được, nếu mà tụi con làm và có để ý thì mình đã làm qua rất là nhiều, mình đã gặp rất là nhiều động từ đúng không? We met, we can see a lot of verbs here. Now, we're gonna play in teams, ok? This time, we're gonna play in teams. So try your best everybody. Hôm nay chủ yếu là mình sẽ làm những cái quiz để mà ôm, để mà làm qua những cái động từ. How many teams? Let's see. Maybe 10 teams? Yeah. Oh, today let's try a very big team, okay? Only 4 teams. Only. Okay, only 4 teams. Or maybe 5. Okay, I think 5 is a good number. So, next. Khi mà làm xong tụi con sẽ thấy cái câu hỏi làm xong, khi mà tụi con trả lời xong nó sẽ hiện câu hỏi, câu trả lời đúng ra nữa. Nên là tụi con nhớ để ý cái câu trả lời đúng, để khi mà cô sửa bài có nhanh quá thì hồi nãy mình có thể mình nhớ, mình vẫn còn nhớ được. Ok. So, wow. Who joined already? Very fast. How can you guys join that fast? I haven't sent the link in the chat box. Cô còn chưa gửi link vào chat box mà có nhiều bạn đã tự vào được rồi. Very fast. Okay, remember, I already sent the link, okay, guys? The link is in the chat box. So slow, my quizzes. I don't know what happened. Okay, this time we're gonna play in teams, okay, guys? So try your best. Okay. Yes, already 15 to 16 players a team. So try your best. Okay, we only have 5 teams. 80 friends, 79 friends already. Okay, what about the others? So here are the first 4 teams. Okay, Bảo Ngọc, you don't have to join that much. Bảo Ngọc, cô thấy con tham gia rất là nhiều nick nè. Bảo Ngọc tham gia tới tận 4-5 nick lận. Con xài nick nào? Đâu, để cô kiếm Bảo Ngọc. Is it you, Bảo Ngọc? Is it you? Đây có phải là Bảo Ngọc không? Yes. Okay, con không cần phải join nhiều như vậy đâu. Mình dùng một nick thôi, con dùng nick nào?
Con chỉ cần join một lần thôi, Ngọc hiểu không? Bây giờ Ngọc dùng cái nào? Con xóa bớt nè. Ngọc dùng cái nào? Con dùng cái bảo Ngọc nào Ngọc? Which one do you use? Dạ, cái nào cũng được hết. Ok, cô sẽ xóa bớt nha. Ok, delete. Mình không cần phải vào nhiều đâu. Không cần phải vào nhiều đến vậy đâu. Ok. Con chỉ cần vào đúng một lần là được rồi. Ok. Jack cũng vậy nè. Các bạn không cần phải vào nhiều đến vậy đâu. Ok, các tụi con nhớ nha. Cái nào mà có dấu sao là cô biết tụi con đang làm vào lần 2 á. Ok. Khi nào ví dụ cái lúc đấy mình gặp trục trặc gì đấy thì mình vào lại. Còn các bạn nào mà vào đến mấy 5, 6, 7, 8 lần gì đó thì mình không cần phải vào nhiều đến vậy đâu. Ok, Jack 2. Jack ở đây cô thấy vào đến lần thứ 3, thứ 4 rồi nè. Nên cô xóa bớt nha. You just need to join once, okay? Now I will shuffle again. Bây giờ cô shuffle lại một xíu. So 94 participants are ready. Okay, I think we can start now. I know that there are some friends that there are teams with many more friends. Do là tụi con vào hồi nãy nhiều quá nên là khi cô xóa bớt thì cái có team thì ít người hơn, có team nhiều người hơn. Okay. But it's okay. Just try to do your best. Tụi con cứ cố gắng. Mình làm điểm cao nhất có thể là được. Okay. So, I will start the game right away. In 5, 4, 3, 2, 1. Okay, guys, let's start. Squirrels, our top two. Minutes.
last 30 seconds. Congratulations, everyone. Well done, all of you guys. Our top five today, top five groups. Good job. Especially the grumpy monkeys. Right behind you is the lazy squirrels. Okay, very good. But individual, so the first, the best friend is Zhang. Okay, then we got my Zhang, the second place. Cả hai đều làm sai một câu thì phải 95% thì chắc là một câu đúng không? Để cô xem. À, hai câu khác nhau nè. Okay. Yes, but maybe Hoàng Zhang is quicker. Okay, so she has the higher score. Congratulations. Then we got Sunflower for top three. Ngọc Bích top four. Genius. Thảo Ngân, Thanh, Minh Khuê, good job. Hân, right? I'm sorry if I misspell your name. Đức Nhân, good job. Thế Vinh, Xuân An, Huy nè, Phương nè, Hữu Khánh nè, top 15. Oh, a lot of you guys have the incorrect answer for question 22. Nhìn chung thì hình như câu, để cô xem thử đây. Ở đây câu khó nhất là câu bao nhiêu? À, câu 12 à. Như vậy là câu 12 mới là câu tụi con làm sai nhiều nhất. Ok, ở đây cô nhìn phía bên đây thì cô thấy câu 20, nhưng mà theo thống kê là câu 12 là làm sai nhiều nhất. Now, let's correct. Cô sẽ để ý mấy cái câu 12 với câu 20. Ok. Now, the first one, drive. Drive a car. Ok, drive a bus. Ok, so you use drove. This one, very good. A lot of you guys have the correct answer. Be có nghĩa là cái hồi nãy cô có dạy đó. Be, am, is, are. Ở thì hiện tại đơn. Thì trong quá khứ là was với lại were. Thì ở đây mình chọn là was. Become will be became. Đúng rồi. Begin, hồi nãy mình vừa mới làm quiz trước đó luôn. Sẽ thành là began. Bite. They're very famous video online. Charlie bit me. Charlie bit me. You guys know that video? Các bạn nào coi cái video đấy chưa? Cái video đấy cũng lâu lắm rồi đó. Cái clip của một bạn, một em bé cắn một em bé khác. Em bé tên là Charlie. Bạn đó la lên, Charlie bit me. Ah, bit là quá khứ của bite. Okay, so we use the word bit. Cắn. Cắn á. Okay, bit. Charlie bit me. Yeah, bit. Break, hồi nãy mình vừa mới học xong luôn thì nó sẽ thành là broke. Okay, break thì sẽ thành là broke. Bring, for example, hey, I bring chocolate milk today. Bring có nghĩa là mang theo một cái gì đó. Okay, thì trong quá khứ sẽ là brought. Bring will be brought. Build, like build a snowman, just like Anna in Elsa. You see, she's saying, do you want to build a snowman, right? So build a snowman, build a house, build a sandcastle. So in the past tense, we use built, okay? Letter D will become letter T. Built will be built. Buy, Wow, a lot of you guys have the correct answers. Bought, good job. Can will be could, okay? I could swim, I could anything. Catch will be caught. Catch a ball, you know, catch, caught. Choose will be chose. Okay, choose will be chose. À, đây là cái câu tụi con làm sai nhiều nhất nè, đúng không? Ít, tại vì nó phân chia đáp án đều nhau, đúng không? Tụi con làm sai nhiều nhất. Okay, chỉ có 22 bạn chọn chose thôi. Thì đây là đáp án chính xác, chose. Okay, choose thì ta là chose. Chọn một cái gì đó. Chose, chọn lựa một cái gì đó. Ok. Come thì sẽ thành là came. Last week I came to my teacher's house. Hồi tuần trước con đã đến nhà của cô giáo. Ví dụ như vậy, came. Come will be came. Cost will be the same cost. Động từ này là động từ bất quy tắc mà. Mình đang làm những cái bài về động từ bất quy tắc, cho nên là mình sẽ không thể nào thêm ed là được chắc chắn rồi đó.
cost thì nó sẽ giữ nguyên vẫn là cost. Trong quá khứ hay hiện tại thì mình vẫn đều dùng chữ cost. Okay. Cut will be cut. Đúng rồi, cut thì vẫn sẽ là cut. Next one, what do we have? Do will be did. Okay, do will be did. For example, I did my homework yesterday. I did my homework yesterday. I do my homework today. Draw will be drill. Hồi nãy mình có làm nè, mình có gặp nè. Drink will be drank. Okay, good job. Drive will be drove. Mấy cái này hồi nãy mình có gặp nè. Eat will be ate. Cái này các bạn làm tốt, có vẻ tốt nhất nè. Eat will be ate. Ăn. Find will be found. Okay, good. And the last one, go. À, cái này cô biết tại sao thì con lại bị sai nhiều. Tại vì nếu mà mình không hiểu cái nào á, mình sẽ dễ chọn sai. Regular verb có nghĩa là động từ thường. Động từ thường là những cái động từ mà con thêm ed được thì con sẽ gọi là regular verbs. Còn những cái động từ bất quy tắc á, là mình không thêm ed được, mình phải đổi nó thành từ khác. Ví dụ như là go sẽ thành went. Thì lúc này tụi con phải chọn là irregular verbs. Go is an irregular verb. Okay, walk, you guys know walk, đi bộ. Walk is a regular verb, you just need to add ed. Okay, so remember, regular verb you can add ed, but for irregular verb you cannot add ed. Không thêm ed được, mà nó sẽ trở thành một cái từ khác luôn. Giống như là go đây thì sẽ thành là went. Okay, so now we only have 5 minutes left. Chắc chắn là quiz cuối cùng thì sẽ không có kịp thời gian để mà tụi con để cô sửa bài rồi, nên mình chỉ chơi cho vui thôi. Ok, cái này là bữa sau cô sẽ sửa sau. Ok, còn bây giờ mình chỉ chơi cho vui thôi. Now, let's play one more in team. But this time, I only give you guys two teams only. Only two teams, just for fun. Ok, two teams. Tụi con nhớ để ý đáp án nha. Lúc nào cô cũng để đáp án hiện ra. Đây là tụi con nhớ vừa làm vừa để ý đáp án. Ok. So, two team, để xem hôm nay team nào will be first place and the second team. It will be the second place, okay? Okay, let me give you guys the link. Okay, here. Can you guys see the link? Is it in team already? Okay, yes. Only two teams today. The sharks and the turtles. Okay. Let's see which team will be the winner. Okay. Yes, I can see some friends. A lot of friends now, 67 friends already. Okay, 71. Okay, last minute, the last minute, okay? Hình như là theo Teams thì tụi con sẽ không được tham gia nữa thì phải. Yeah, participants can join after the game start. Chơi theo team thì mình sẽ không được tham gia sau khi là game bắt đầu. Nên là tụi con ráng tranh thủ tham gia liền nha. Ok, bạn nào chưa tham gia thì mình vào game nha. Cô gửi link này một lần nữa. Ok, bạn nào đã vào rồi thì đừng nhấp thêm nha. Mình không cần phải vào thêm nữa. Một bên chơi là được. Ok. So, bạn nào nãy chưa thấy link hay là có vấn đề gì mà mới out ra vào lại thì tụi con nhớ là cái link mà cô vừa mới gửi xong. Ok. Two teams today only. Let's see who will be the winner, the sharks or the turtles. Ok. Guys, the last minute. Ok. One last minute for everybody. Ok. I'm about to start. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, guys, let's start.
I just stopped sharing the screen. Okay, so that I will let you guys have the surprise until the end. Let's see who will be the winner. Try your best, guys. The scores, one team about 23,000. Oh no, 240,000. The other 180,000. Okay. Hai team đang cách nhau tầm vài chục nghìn điểm. Okay. Có team thì 200 mấy nghìn, thì có team còn lại là khoảng 180 mấy nghìn. À. I don't know which team because I stopped sharing the screen. Oh wait, I forgot to turn on the music, the sound. Okay, one last minute for everybody. One last minute. Okay, let's see who is the winner. I will share the screen. Wait. Okay, let's see our winner. Who are they? Can you guys see the screen now? Okay, first play, the vegan sharks. Congratulations, the sharks, but well done, turtles. Right behind you, turtles. Okay, good job, well done. So let's see. Wow, congratulations, Hữu Khánh. Very good. You got like only one incorrect answer. Then Đức Nhân. And then we have Mai Trang top 3, Minh Quân top 4, Công Khanh top 5. À, đó, có một vài câu tụi con cũng chưa kịp làm xong đúng không? Việt Phương top 6 nè, Thế Vinh top 7, Thảo Ngân top 8, Hưng là top 9. Okay, very good everybody. Okay, so today I haven't got a chance to call you guys, right? Hôm nay thì mình chủ yếu là mình học kiến thức mới và làm bài tập chung với nhau, nên là chưa có cơ hội, các tụi con chưa có cơ hội được cô mời nhiều đúng không? Okay, so next day on Friday sẽ có những cái bài tập mà cô sẽ mời bạn này, mời bạn kia lên để trả lời làm bài. Về nhà tụi con nhớ tự mình ôm lại. Ok, tự ôm lại cho cô các kiến thức về quá khứ đơn. Ok, thì bữa sau mình sẽ có một số cái bài tập trên lớp, và sau đấy thì cô sẽ mời các bạn lên để làm. Tụi con nhớ về ôm lại kiến thức đó. Ok, so very good for our class today. Now, I want you guys to say goodbye to your friends, and then we're gonna see each other again on Friday. Ok, goodbye everybody. Bye-bye. Bye teacher.